vận số tuổi thân tuổi thân sanh vào giờ ngày tháng nào có vận mệnh tốt tuổi thân là con giáp sở hữu sự nhanh nhạy linh hoạt nhất trong 12 con giáp vậy vận số của người tuổi thân ra sao sinh vào thời điểm nào mới được giàu sang phú quý đường đời suôn sẻ tuổi thân xếp thứ vị trí thứ chín trong thứ tự 12 con giáp tí, sủ, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hại. Người cầm tinh con khỉ là loài vật tượng trưng cho con giáp này. Người tuổi thân sinh ra với bản tính thông minh, nhanh nhẹn, ưa vận động. Họ là người đa mưu túc trí, đôi khi pha trúc tinh nghịch, hài hước. Bởi vậy họ rất được lòng mọi người xung quanh và mang đến cho người khác cảm giác dễ chịu. Những lợi thế này rất có lợi cho cuộc đời, sự nghiệp và vận mệnh của người tuổi thân. Thế nhưng, những người này khi tức giận lại khó kiềm chế được cảm xúc và lời nói. Họ có thể sẽ mặc sự nóng giận của mình bất chấp thái độ đó làm tổn thương người đối diện. Tuổi thân sanh vào các năm năm 1944, năm 1956, năm 1968, năm 1980, năm 1992, năm 2004, năm 2016, năm 2028. Tuổi thân sanh vào giờ nào có vận số tốt nhất? Sanh vào giờ tí tức từ 23 giờ đến 1 giờ vì thân kim sinh tý thủy nên sự nghiệp tất thành cuộc sống an nhàn hạnh phúc nhưng người tuổi thân sinh giờ tý thường hay bị tiểu nhân quấy phá sự nghiệp phát đạt nhưng chức vị bị khắc chế khó thăng tiến làm quan to sinh vào giờ sửu tức từ 1 giờ đến 3 giờ người tuổi thân sinh vào giờ sửu có cuộc đời hạnh phúc yên vui, sự nghiệp thành đạt. Người này được gia đình hậu thuẫn, ra ngoài gặp quý nhân phù trợ nên dễ lập đại nghiệp, cả đời không phải lo gánh nặng vật chất. Có sao Nguyệt Đức chiếu mệnh nên làm chuyện gì cũng thuận bươm xuôi gió. Sinh vào giờ dần, tức từ 3 giờ đến 5 giờ. Người tuổi thân sinh vào giờ dần, có cuộc đời vui buồn lẫn lộn, có tài năng xuất chúng hơn người và có số làm quen nhưng vận mệnh trôi nổi hữu danh vô thực. Cuộc sống hôn nhân của người này cũng nhiều trắc trở, khó tìm được ý trung nhân, cùng sống đến hết cuộc đời. Sinh vào giờ mão tức từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. Thần kim khắc chế mão mộc nên cuộc đời tuy không phải lo lắng về chuyện ăn mặc nhưng cũng trải qua không ít thăng trầm. Tuy nhiên, được sao tử vi chữa mệnh nên người tuổi thân sanh vào giờ mão gặp hung hóa cát, nhiều may mắn, đặc biệt khi vào hậu vận thì phúc lộc song to. Sinh vào giờ thình tức từ 7 giờ đến 9 giờ. Vì thình thổ sinh thần kim nên người sinh vào giờ này tài năng nổi bật, mọi việc tốt lành, có quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp phát triển thuận lợi. Tuy nhiên, người tuổi thân sanh vào giờ thân bị sao thiên la chiếu mệnh, dễ bị phá tai. Sinh vào giờ tỵ tức từ 9 giờ đến 11 giờ. Người tuổi thân sanh vào giờ tỵ có sự nghiệp phát triển, được quý nhân phù trợ, đôi khi gặp rắc rối thị phi trong công việc, nhưng được sao thiên đức chiếu mệnh, nên mọi điều xui xẻo đều được hóa giải, không gặp tai họa lớn nào trong cuộc đời. Sinh vào giờ ngọ tức từ 11 giờ đến 13 giờ do ngọ hỏa khắc chế thân kim nên cuộc đời người này không gặp nhiều may mắn, tiền vận vất vả, trung vận có dấu hiệu khởi sắc, hậu vận thì gia đình hòa thuận, con cháu hiếu thảo. Sinh vào giờ mùi tức từ 13 giờ đến 15 giờ. Người tuổi thân sinh vào giờ mùi tính tình cương trực, có năng lực làm việc, nhưng số không được gia đình trợ giúp nên phải tài trắng lập nghiệp, trung vận có khởi sắc về sự nghiệp, hậu vận hưởng vinh hoa, phú quý. Sinh vào giờ thân, tức từ 15 giờ đến 17 giờ. Người tuổi thân sanh vào giờ bản mệnh có cuộc sống vui vẻ, nhiều hỷ sự và phúc lộc. Công danh sự nghiệp của người này đều tốt vì được người thân, bạn bè giúp sức Tuy nhiên cần cẩn trọng trong việc kết giao bạn bè, có người qua cầu gúc ván, bội tính và làm tổn thương bạn. Sinh vào giờ dậu tức từ 17 giờ đến 19 giờ. Cuộc đời người này lắm ưu phiền và gặp nhiều chuyện xui xẻo. Tuy nhiên bù lại họ thông minh, nhanh nhạy, khí chất tốt, cuộc sống gia đình hòa thuận, vui vẻ. Sinh vào giờ tuất tức từ 19 giờ đến 21 giờ. Người sinh giờ này có tố chất thông minh, lanh lợi, nhưng ở nhà không được gia đình hậu thuẫn, ít ra ngoài, không có bạn bè giúp đỡ nên công danh sự nghiệp đều ở mức trung bình. Tiền tài dễ tụ cũng dễ tán. Tiền vận khó tụ tài, nhưng đến trung vận thì mọi chuyện mới yên ổn. Sinh vào giờ hỏi tức từ 21 giờ đến 23 giờ. Được sao Thái Dương chiếu mệnh, nên người này làm việc gì cũng thuận lợi và thành công. Cuộc sống giàu có đủ đầy, tuy có lúc bị kẻ tiểu nhân gây phiền nhiễu hoặc vướng vào chuyện kiện tụng nhưng được quý nhân giúp đỡ nên mọi phận xấu đều được hóa giải. Kết luận Giờ sinh tốt nhất của người tuổi thân là giờ mão và giờ sửu. Tuổi thân sanh vào ngày nào có vận xấu tốt nhất. Người tuổi thân sinh vào ngày mùng 1, mệnh các tư, nam có tài năng thiên phú, nữ hiền lành xinh đẹp, cả hai đều có năng lực làm việc, có thể tự gây dựng sự nghiệp và có phẩm chất đạo đức tốt. Người tuổi thân sinh vào ngày mùng 2 là mệnh các hung họa phúc đan sen, chỉ có thể thuận theo tự nhiên chứ không thể cầu. Nếu gặp hung thì là đại hung nhưng ngược lại nếu gặp cát thì là đại cát. Người tuổi thân sanh vào ngày mùng 3, cuộc đời dù tài lộc dồi dào, dò, không thiếu ăn, thiếu mặc nhưng lại dễ mắc sai lầm, kiến lụi bại. Một khi thất bại thì sẽ là đã kích cực kỳ lớn lao. Người tuổi thân sanh vào ngày mùng 4, từ nhỏ đã tốt đẹp dễ dàng, nhiều tài lợi nên cần tích trữ, học cách quản lý tài sản thì tuổi già mới no ấm, hậu vận không rõ, tuy nhiên cũng cần lo về cái ăn, cái mặt. Người tuổi thân sanh vào ngày mùng năm là người có thiên tính thông minh, bất luận là khả năng hay dũng khí đều mạnh mẽ hơn người, giỏi tì cờ ứng biến, phản ứng nhanh nhạy, linh hoạt với thời cuộc, có thể vượt qua sóng gió người tuổi thân sanh vào ngày mùng 6. Vận trình có nhiều trạch trùng bất định, quá trình phát triển có nhiều khó khăn vất vả, mô sinh nhọc nhằn, miễn cưỡng đủ ăn. Từ trung vận bắt đầu khởi sắc, nửa đời sau gặp hạnh phúc. Người tổ thân sanh vào ngày mùng 7, thường xuyên tính toán mưu sự nhưng thành công không nhiều, chìm nổi bất định, sóng gió nhấp nhô, dù có nỗ lực cố gắng ứng phó cũng khó có hy vọng thành công nên đừng đặt quá nhiều kỳ vọng. Người tuổi thân sanh vào ngày mùng 8, tuy cuộc đời gian lao bồn ba nhưng có thể đạt được thành công, tài lợi, tứ phương, sự nghiệp thăng tiến. Người này mệnh mang quan tinh, theo đuổi con đường chức tước sẽ rất tốt, cuộc đời ở đỉnh cao, danh vọng, chức quyền không thiếu người tuổi thân sanh vào ngày mùng 9, có đầu óc linh hoạt, ý chí cầu tiến và tham vọng mạnh, làm việc tới nơi tới chốn, thích hợp với công việc kinh doanh. Người này tính tình can trường, không lùi bước trước khó khăn, không ngại tranh đấu với người khác. Người tuổi thân sanh vào ngày mùng 10, nam nữ đều các lợi, nam chủ khôi ngô nhanh nhẹn, nữ chủ thông minh xinh đẹp, tính cách trầm, ổn, phóng khoáng, làm người chính trực, thẳng thắn, xử sự, chân thành. Người tuổi thân sanh vào ngày 11, mang mệnh tiểu cát, có lợi với nam giới hơn nữ giới. Sự nghiệp hài lòng, tài lợi không thiếu, nhưng gia đình không hài hòa, vợ chồng thường xuyên mắc sai lầm dẫn tới mâu thuẫn. Ngày 12 cũng là một trong những ngày xinh đẹp của người tuổi thân một đời không tai không họa, sự nghiệp hanh thông, kinh doanh buôn bán trôi chảy, tài lộc dồi dào, chẳng những vận trình suôn sẻ mà cả nam và nữ đều có đào hoa chiếu mệnh, một đời phong hoa tuyết nguyệt. Người tuổi thân sanh vào ngày 13, tuổi trẻ không dễ dàng, khổ cực muộn phiền, nhưng từ sau tuổi 30 vận trình đổi mới, mệnh chứa ấn tinh, hứa hẹn có chức có quyền được thiên hạ trọng vọng người tổ thân sanh vào ngày 14 mệnh mang đại các phúc ấm tổ tiên được sự giúp đỡ đắc lực của cha mẹ và quý nhân một đời phú quý không cần lo lắng nhiều người tổ thân sanh vào ngày 15 chủ về bản tính đôn hậu lương thiện làm người trung hậu thật thà biết tôn trọng và kính nhường người khác. Tuy cuộc đời có trắc trở nhưng về cơ bản là như ý, cuối cùng đạt được mục tiêu. Người tuổi thân sanh vào ngày 14, dù nam hay nữ mạng đều các lời thông minh, nhanh nhẹn, xử sự, lý trí, bình tĩnh, mệnh mang quan tinh, sự nghiệp hanh thông, có chức, có quyền, được người khác nâng đỡ, hôn nhân vừa lòng, cuộc sống hài hòa, hạnh phúc người tuổi thân sanh vào ngày 17, trời sinh linh hoạt, nhạy bén, đa tài, đa nghệ, tài lộc không thiếu, tuy nhiên không thể làm ăn kinh doanh lớn, đại phú đại quý nhưng không lo thiếu thốn nghèo túng. Nhìn lên thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình. Người tuổi thân sanh vào ngày 18, báo hiệu vận trình các hung bất phân định mặc dù nửa trước cuộc đời cực vất vả nhưng không quá hung hiểm khá an ổn và có tiền tài đủ dùng nửa đời sau phát triển hơn thuận lợi hơn nhưng thân thể không tốt sức khỏe yếu kém người tổ thân sanh vào ngày 19 mệnh có các tinh chiếu mệnh vừa thông minh có trí tài lại có năng lực hành động nên làm gì cũng nhanh chóng thuận lợi mang quan tình tới tài lộc làm quan chức nhưng tiền đồ nhấp nhô lúc lên lúc xuống không thể chủ quan người tuổi thân sanh vào ngày 20 làm việc không chu toàn bất cẩn ý chí thường xuyên bị dao động đổi nghề liên tục thay đổi chỗ ở liên miên người này có đào hoa chiếu mệnh tình cảm phong phú trong đời trải qua nhiều mối tình khắc cốt ghi tâm Người tuổi thân sanh vào ngày 21 Có cuộc đời thuận lợi Nhưng bản tính thích vui chơi ham mê tổ sắc Không ôm chí lớn Sợ khổ sợ mệt Chỉ thích tiêu tiền Mà không thích lao động Nên không thể đạt được thành tựu Người tuổi thân sanh vào ngày 22 Mệnh trước khổ Sao sướng Tiên vận nhiều Tai nạn nhấp nhô bất định Vất vả khổ cực từ sau trung niên vận trình thay đổi theo chiều hướng tích cực bao nhiêu phiền tỏi đều tan biến cuộc đời trôi chảy người tuổi thân sanh vào ngày 23 đa tài đa nghệ nhiều tài lẻ quan cư thân nên con đường quan lộ hành thông rộng mở cuộc đời không cực khổ có tiền có thể thành công trong tầm tay người tuổi thân sanh vào ngày 24 không được nhờ cha mẹ, không có người giúp đỡ mà hôn nhân nông cạn, duyên không lâu dài, thanh niên lang thang khắp trốn. Tuy thông minh, tài năng nhưng không có đất dụng võ. Người tuổi thân sanh vào ngày 25 là số tuyệt đẹp, có thiên hướng đọc sách, có trí, có tài, không hề nhàn hạ, nhưng lại đắc lợi mệnh có quan tinh, con đường quan lộc cực kỳ rộng mở. Người tuổi thân sanh vào ngày 26, nam mệnh thông minh, giỏi tính toán, đầu óc linh hoạt, có khả năng kinh doanh, có khả năng làm giàu, nhất là từ trung niên. Nữ mạng thành tủ tươi đẹp, ngoại hình có khí chất tao nhã. Người tuổi thân sanh vào ngày 27, có tài năng và khí lực mô sự thành thần, đạt được đại sự, tiền tài rộng rãi, có thể tụ tài nhưng vì dùng tiền vô độ nên không thể tích lũy được tài sản lớn. Người tổ thân sanh vào ngày 28 là người mang mệnh có quan tinh chiếu sáng, trời sinh giỏi lãnh đạo, thành công danh tội. Có chức có quyền, người này luôn có chí hướng tiên phong vượt lên trên người khác người tuổi thân sanh vào ngày 29, mặc dù không phải thuận lợi một đường nhưng không tới mức tai ương trùng trùng. Từ năm 18 tuổi trở đi, vận trình các lợi, tinh thần thoải mái, không ốm đau bệnh tật, thông thuận tiến lên. Người tuổi thân sanh vào ngày 30 Hưng gia lập nghiệp, làm việc thành nhiều bài ích Tích tụ tiền tài, giàu có phát đạt, nhưng mệnh mang đào hoa rất nặng nên cẩn thận vì tủ sắc mà mất hết tương lai đường hôn nhân không hài hòa êm ái người tuổi thân sanh vào tháng nào có vận số tốt vận mệnh của người tuổi thân sanh vào tháng giêng tức tháng 1 âm lịch người tuổi thân sanh vào tháng giêng rơi vào tiết tân xuân là người hoạt bát năng động tinh thần phơi phới, sự nghiệp thăng tiến, có nhiều cơ hội xuất ngoại, khó tránh khỏi bệnh tật, ốm đau, lạc vặt. Sinh vào tháng giêng, người này sức khỏe tốt, sinh lực, dồi dào, là người hào sản, phóng khoáng, cũng rất ngay thẳng, chính trực. Tuy ra ngoài xã hội có quý nhân nâng đỡ, xong chẳng được nhờ lọc tổ tiên, cha mẹ anh em trong nhà cũng không giúp đỡ được nhiều, tự lực cánh sinh là chính. Người tuổi thân sanh vào tháng 1 âm lịch, nếu phát triển sự nghiệp ở phương xa thì sẽ thuận lợi hơn là khởi nghiệp tại quê nhà, mọi sự dễ dàng thành công hơn. Đường tài lộc của con giáp này không tồi, song cũng có vận điểm báo phá tay nên thận trọng hơn để giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất. Vận mệnh người tuổi thân sanh vào tháng 2 âm lịch tháng 2 âm lịch rơi vào tiết kinh trập. Người tuổi thân sanh vào khoảng thời gian này tính tình có phần cổ chấp, tuy được ơn mưa móc quý nhân độ mệnh nhưng quan lộc không dài, sự nghiệp phát triển đến một ngưỡng nào đó sẽ bị suy thoái. Người tuổi thân sanh vào tháng 2 âm lịch có vận mệnh cuộc đời không được tốt cho lắm. Tháng sinh này khiến cho bản mệnh tuy thông minh tỉnh ngộ, có tài năng có thực lực cũng được gia đình hỗ trợ rất nhiều nhưng quan lộc không bền tại chức tại vị không được lâu dài đường tài lộc thăng trầm bất định khi thì tiền tài ao ao đổ về nhà khi thì không có một xu dính túi điều này phần nhiều là do tuổi thân bị tiểu nhân quấy phá tiểu nhân ở ngay bên cạnh mình hiểu rõ về mình nên đôi khi nội tâm phản bội thì dễ khiến cho con giáp này đều đứng chịu đủ mọi tổn thất to lớn về mình người tuổi thân sanh vào tháng 2 âm lịch nên thận trọng cẩn tắc vô áy nấy chớ để kẻ xấu có cơ hội lợi dụng mà bán đứng mình từ nhỏ nên tự rèn luyện nguyên tắc xử lý công việc một cách ngay thẳng chính trực không để cảm xúc dẫn đường mà mắc phải sai lầm hơn nữa Đừng chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt mà gạt bỏ hết những nguy cơ tiềm tàng phía sau đó. Bởi đó sẽ chính là hồi kết cho may mắn của bản mệnh. Vận mệnh của người tuổi thân sanh vào tháng 3 âm lịch Người tuổi thân sanh vào tháng 3 âm lịch là Tiết Thanh Minh. Người này tài trí hơn người, ra đời được nhiều bạn bè giúp đỡ, gia đình có của ăn của để nên cũng hỗ trợ được phần nào cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn cuối đời vẫn được hưởng thái bình cuộc đời người này khá suôn sẻ thuận lợi gặp giữ cũng hóa lành tiền đồ rộng mở có thể theo nghiệp kinh doanh sinh vào tháng ba âm lịch người tuổi thân có tài năng có thực lực được đánh giá khá cao họ may mắn có đời sống êm ái không trải qua nhiều sóng gió khó khăn mà hưởng được hạnh phúc tiêu diêu tự tại con giáp này được nhiều người yêu mến cũng luôn có quý nhân bên mình khi còn nhỏ thì có cha mẹ anh em nâng đỡ lớn lên thì có bạn bè tương trợ có thể hợp tác cùng bạn bè thân thiết để làm việc sự nghiệp sẽ đạt được những bước tiến mới thành công vang dội Tuy nhiên, theo nghiệp kinh doanh vô cùng tốt, nhưng bản mệnh nên tránh kinh doanh liên quan đến nông nghiệp, nông sản, khả năng thành công không được cao. Tính tình người này hiền lành, ôm nhu, sống khiêm tốn biết điều. Cuộc sống của họ từ lớn đến bé, không thiếu cơm, áo mặc bao giờ nhưng khó có thể giàu sang tiền bạc nhiều đến mức đại phú đại quý. Hôn nhân hạnh phúc vợ chồng tương kính như tân bên nhau bạc đầu giai lão vận mệnh người tuổi thân sanh vào tháng tư âm lịch tháng tư âm lịch trùng với tiết lập hạ người tuổi thân sanh vào tháng này lúc nào dáng vẻ cũng rất tất bật vội vàng có tài năng đây chưa chắc đã được hưởng phúc là người thông minh tài trí họ có thể cả đời vinh hoa được người xa gần biết đến. Tuy nhiên, làm việc để cảm xúc lớn ngát lý trí nên hung cát đang sen Cũng may có người giúp đỡ nên vận trình không quá xa xúc. Người tuổi thân sanh vào tháng tư âm lịch, sức khỏe tốt, ít khi ốm đau. Có điều, người này phúc lộc cha ông mỏng, không được hưởng nhiều sự trợ giúp của gia đình. Có tài, có trí, luôn chăm chỉ làm việc nhưng chưa chắc đã thắng được mệnh trời khó làm nên nghiệp lớn. Tới tuổi trung niên, họ mới dần đạt được những điều mình ước nguyện. Cơm ăn, áo mặc đủ đầy, chẳng thiếu thứ gì. Nhưng cuộc đời người tuổi thân sanh vào tháng tư âm lịch luôn bị thị phi quấy rối. Chuyện khẩu thiệt thị phi quay quanh. Bản thân họ khó giữ được bình tĩnh hay gây mâu thuẫn với người khác. Nhân duyên vì thể kém vượng tài lộc khá ổn nhưng vẫn có những lần hao tổn tài lộc nhỏ vận mệnh của người tuổi thân sanh vào tháng năm âm lịch tháng năm âm lịch là tiết mang trũng người tuổi thân sanh vào tháng năm âm lịch phải chịu nhiều vất vả trong cuộc đời cũng trải qua nhiều biến cổ lớn họ là người có nghị lực có ý chí phấn đấu cũng sống biết điều kính trên nhường dưới biết tiếng biết lui. Xong, đường tài lộc có phần ảm đạm, đôi khi cũng vướng phải chuyện khẩu thiệt thị phi. Người này tự lực, tự cư, không dựa dẫm vào ai mà tự nuôi sống bản thân bằng chính sức mình. Người tuổi thân sanh vào tháng 5 âm lịch, còn giáp này không có tổ nghiệp ông cha để lại, cũng không được gia đình hỗ trợ gì nhiều, phải chịu cực khổ, sớm ra đời làm việc. Họ cũng lập gia đình khá sớm, gánh nặng trên vai càng thêm nặng. Thời trai trẻ cuộc sống khá vất vả, tuy nhiên người này không vì thế mà suy nghĩ bi quan tiêu cực, họ vẫn lạc quan, đối nhân sự thế chỉnh chu, khiêm nhường, ham học hỏi, cũng thường xuyên giúp đỡ mọi người. Ông trời chẳng phụ lòng người, sự nghiệp của người tuổi thân sanh vào tháng 5 âm lịch cũng được nhiều người tương trợ từ tuổi trung niên, vận trình của bản mệnh dần tăng tiến, hậu vận vô cùng tốt đẹp, tài lộc dồi dào, hạnh phúc viên mãn. Vận mệnh người tuổi thân sanh vào tháng 6 âm lịch. Người tuổi thân sanh vào tháng 6 âm lịch rơi vào tiết tiểu thử, tính tình thoải mái vui vẻ, không hay lo nghĩ nhiều mà suy nghĩ lạc quan tích cực. Cuộc đời các khôn họa phúc đang sen, hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, con cháu hiển vinh phú quý. Sinh vào tháng 6 âm lịch, con giáp này sống phiêu diêu, tự do, tự tại, không để u phiền, sống qua ngày. Bản mệnh được bố mẹ hỗ trợ, anh em yêu thương, nhưng đó chỉ là sự hỗ trợ về mặt tinh thần. Còn tiền tài thì không giúp được nhiều mà toàn bộ cho người tuổi thân tự dựa vào chính sức lực của mình để làm ra. Người này không quá tham vọng, cũng không đặt ra lý tưởng nào cao xa, biết sống đủ với mình nên an nhàn tận hưởng cuộc sống ổn định. Họ không phải đối mặt với nhiều sóng gió trong cuộc đời. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền, tuổi già hưởng phúc, không có gì phải tiếc nuối. Vận mệnh người tuổi thân sanh vào tháng 7 âm lịch Người tuổi thân sanh vào tháng 7 âm lịch trùng với tiết lập thu, mô thu nên cuộc sống tự do tự tại không phải lo lắng gì nhiều xanh vào tháng này người tuổi Thân biết tận hưởng cuộc sống được gia đình hỗ trợ giúp đỡ rất nhiều Tuy sự nghiệp không có nhiều thành tựu nổi bật nhưng tài lộc không thiếu cơm ăn áo mặc lúc nào cũng có vận mệnh người tuổi Thân xanh vào tháng 8 âm lịch tháng 8 âm lịch rơi vào tiết bạch lộ. Người tổ thân sanh vào tháng này sự nghiệp hành thông, có thể làm nên đại nghiệp, tiền đồ rộng mở vô cùng. Phúc lộc vô trần, không phú quý thì hiện vinh. Người tổ thân sanh vào tháng 8 âm lịch trong năm trời sinh có phúc tướng. Cuộc đời hạnh phúc không phải lo nghĩ nhiều, được gia đình trợ giúp rất nhiều. Thiên tư đỉnh ngộ, bản mệnh có tài có trí, phẩm chất cao sang, là người thẳng thắn và khiêm nhường. Sự nghiệp của người tuổi thân sanh vào tháng 8 âm lịch được quý nhân phù trợ, bạn bè nâng đỡ nên dễ thành công, có thể đạt được những vị trí cao, danh lợi song toàn. Cuộc sống gia đình viên mãn, được bạn đời thấu hiểu và cảm thông, hỗ trợ nhiều cho sự phát triển sự nghiệp. Con cháu hiếu thuận, chăm ngoan vận mệnh người tuổi thân sanh vào tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch trùng với tiết hàng lộ, người tuổi thân sanh vào tháng 9 âm lịch là người có tài, có tinh thần tự lập. Lòng tự tôn cao, muốn tự lực cánh sinh, chứ không muốn dựa dẫm vào ai. Tuy nhiên sự nghiệp của người này gặp nhiều khó khăn trắc trở. Dù đã gần đến thành công nhưng vẫn có thể thất bại bất cứ lúc nào. Chuyện thị phi đeo bám, may mắn kém phần. Các hung song hành có lúc thuận lợi, có lúc lại xui xẻo, mô sự tại nhân mà thành sự tại thiên, cuộc đời bình phàm không có gì đặc biệt. Tuổi thân sanh vào tháng 9 âm lịch vận mệnh thăng trầm bất định, khó có thể đón định được. Tuy có tài, có năng lực thật sự, tài trí hơn người, cũng có nhiều tài lẻ, tinh thần làm việc nhiệt tình, luôn cầu tiến, ham học hỏi lại có ý chí phấn đấu. Xong, vì cuộc đời không được nhiều quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp hay gặp những trở ngại cản đường. Đôi khi họ thất bại là vì có chí nhưng không có gan thực hiện. Chỉ chỉnh tru, làm việc mà mình biết không dám mạo hiểm. Có điều họ là người có thiên hướng nghệ thuật. Nếu phát triển theo hướng này và đào sâu nghiên cứu thì có khả năng giành được nhiều thành tựu lớn đáng ngưỡng mộ. Người tuổi thân sinh vào tháng 10 âm lịch Người tuổi thân sanh vào tháng 10 âm lịch là tiết lập đông. Người này cuộc đời bình thường, không có gì nổi bật. Nếu không an phận thì khó có thể được như sở nguyện. Điều này có phần nhàm chán nhưng lại thích hợp với vận mệnh của con giáp này tuổi thân sanh vào tháng 10 âm lịch thông minh đỉnh ngộ tài hoa hơn người thông minh kim cổ họ là người ham học và muốn đào sâu tìm hiểu mọi thứ tuy nhiên tài năng này cũng vô dụng khi mà bản thân còn dấp này có phần nhút nhát không dám mạo hiểm những gì mình đang có chính vì thế mà bản mệnh chỉ dám làm những điều quen thuộc sống an phận thủ thương không dám khám phá những chân trời mới thiếu tinh thần cầu tiến thiếu quyết tâm, chịu khó, chịu khổ để lập nghiệp. Họ thích sống an nhàn, không sóng gió, không khó khăn, trở ngại. Tuy nhiên tiềm ẩn dưới con người này là tài năng vượt trội. Nếu thuận thế theo kịp sự phát triển của xã hội, dám làm những điều mới lạ, dám chấp nhận thất bại thì nhất định có thể nên chuyện trở thành người địa vị cao trong xã hội và được nhiều người ngưỡng mộ vận mệnh của người tuổi thân sanh vào tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết đại tuyết. Người tuổi thân sanh vào tháng này cuộc đời trải qua nhiều sóng gió. Bản thân họ cũng là người hay u phiền, tinh thần bất ổn, nhìn cuộc sống tiêu cực, không có ý chí phấn đấu, càng không có tham vọng gì trong cuộc sống. Người tuổi thân sanh vào tháng 11 âm lịch tính khí có phần thất thường, hay nóng nổi, nhân tính thẳng thắn nên dễ đắc tội với người lại càng hay gây chuyện tự tạo kẻ thù là người có tài năng họ không sợ ác bá cường quyền hay giúp đỡ người yếu hơn mình Tuy nhiên người này phúc mộng gia đình không có đủ tiềm lực trợ giúp mà mọi sự phải dựa vào chính bản thân mình người này càng lập nghiệp ở xa thì càng tốt có thể tha phương nửa cuộc đời trung vận bắt đầu có may mắn sự nghiệp khởi sắc dần song cần chú ý tìm bảo cho thấy khoảng thời gian này bản mệnh có họa sát thân làm gì cũng phải thận trọng cuộc sống hôn nhân cũng phải trải qua nhiều thăng trầm song cuối cùng vẫn được viên mãn sau cơn mưa trời lại sáng hậu phận tốt đẹp an nhàn hưởng phúc vận mệnh của người tuổi thân sanh vào tháng 12 âm lịch tháng chạp. Người tuổi thân sanh vào tháng 12 âm lịch là tiết tiểu hàng trong năm. Khí trời lạnh giá khiến con người mất cảm giác an toàn hay thay đổi dao động. Họ sống bản năng, không có nhiều mưu mô, mô, cũng chẳng có tham vọng gì. Nhưng may mắn, thánh nhân đại kẻ khu khơ vẫn có cuộc sống bình an khi về già. Con giáp này vốn dĩ cũng có phúc có lộc khi mà gia đình hòa mục cha mẹ yêu thương. Thời còn nhỏ, họ học hành chăm chỉ, cũng giành được không ít thành tựu là con ngoan trò giỏi, tâm địa lương thiện, chẳng suy nghĩ xấu xa, độc ác với ai. Định mệnh an bài, người tuổi thân sanh vào tháng 12 âm lịch, không phú, tất quý, có địa vị cao trong xã hội, được bao người nể phục. Cuộc sống của người này an nhàn tuổi già hưởng phúc, chẳng phải lo lắng suy nghĩ gì nhiều